Hello, xin chào mọi người nha. Thì comment của bạn này được lên top nên mình sẽ vẽ nha. Thì bạn này kêu mình vẽ bình minh. Ok, thì mình bắt đầu vẽ thôi. Tại vì cái giấy mình hết rồi á mọi người, mình dùng sọ để vẽ nha. Sọ này cũng khá là mỏng nhưng mà vẽ cũng khá là thích đó mọi người. Ok, mình sẽ chọn mặt này để vẽ. Ok, nhưng mà nó cũng hơi dơ á. Nè mọi người coi kích thước của mình đi học nè. Có cả tên mình với ngày tháng năm sinh nè. Mình sẽ vẽ cái khung để khỏi cần nhớ mang keo gì hết nha. Tại vì mình sợ rách giấy á mọi người. Dịch Covid nên mình không có đặt giấy được cái mọi người. Cho nên mình sẽ vẽ lên mấy cái sổ là mấy cái giấy cũ của mình. Ok mọi người, mình sẽ dùng cái cọ này để vẽ nha. Ok, mình sẽ pha màu. Bầu trời mình pha nhiều trắng, một ít xanh đó mọi người. Mọi người thấy giọng mình lạ không? Tại vì mình sổ mũi á mọi người. Ok, mình bắt đầu tô cái nền trời thôi. Nền bầu trời kế tiếp thì mình sẽ lấy màu trắng để blend nha. Mình sẽ lấy cái cọ này để blend. Mình pha bầu trời tiếp theo là màu trắng nhiều một chút, sau đó trộn với lại một ít màu xanh, xanh lá mọi người. Màu bầu trời kế tiếp là màu da thì mình sẽ pha màu vàng đậm với lại một ít trắng vàng đậm nhiều. Ok, mình sẽ lấy màu vàng để blend. Sau đó mình sẽ lấy màu cam để vẽ mấy cái mây á mọi người. Ok, mời mọi người ăn chuối nướng nha. Siêu ngon luôn á. Mình pha màu biển là màu trắng cho nó nhiều, sau đó một ít màu xanh thôi. Sau đó mình sẽ khuấy. Mình sẽ lấy màu xanh đậm để vẽ mấy cái sông. Ok, mình sẽ vẽ thêm mặt trời và mình sẽ lấy màu vàng đậm để làm mặt trời phản chiếu xuống nước và cũng lấy màu trắng để vẽ luôn. Sau đó mình sẽ vẽ sóng. Mình có quay video hướng dẫn vẽ sóng mà tại hết dung lượng nên mọi người cũng lưu không có được luôn. Xong cái mất ảnh TikTok luôn, tại vì mình quay dòng TikTok mà giờ hơi mình lưu được á mọi người. Xong cái bài ảnh luôn. Mình sẽ lấy màu trắng chấm, sau đó mình sẽ tán cho nó đều. Mình sẽ lấy màu trắng quẹ mấy cái lấp lánh á mọi người. Sau đó mình lấy màu trắng lấy cọ khác, sau đó đập đập vẽ ra cho nó mới lấp lánh á. Và mình vẽ ba cái cây dừa, sau đó mình sẽ vẽ cái cành dừa nha. Cành dừa thì mình sẽ lấy màu xanh lá để vẽ. Mình sẽ pha màu xanh lá với lại một ít trắng để vẽ cỏ. Một lớp đầu tiên là mình sẽ lấy màu xanh lá đậm để vẽ, sau đó mới sẽ lấy màu xanh lá đậm trộn với ít trắng để vẽ. Ok, mình sẽ vẽ hoa oải luôn nha. Và mình lấy màu tím để vẽ. Nhưng mình bị gì á mọi người, đang vẽ cái hoa oải hương xong cái tới để mấy cái cành này không biết cái gì nữa, mình không biết mình bị gì nữa, xong cái mình kết thúc luôn. Ok, ok mình sẽ vẽ tiếp hoa oải hương nha. Sẽ thêm màu trắng vào màu tím để cho nó nhạt hơn. Sau đó mình sẽ vẽ hoa cúc và mình vẽ cái nụ hoa bằng màu vàng đậm. Ok, mình đã vẽ xong rồi nè. Mọi người có thấy đơn giản và đẹp thì like và đăng ký YouTube ủng hộ mình nha. Mọi người muốn mình vẽ phong cảnh gì tiếp theo thì comment nha. Comment của bạn nào mà được nhiều like mình sẽ vẽ tiếp. Thank you mọi người vì đã xem hết video của mình. Bye bye nha.